Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Văn Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bại chủ tịch nào lâu rồi không chơi, chủ tịch bắt công mình lại quên, giống như là kỳ mình đấm với Zoe nữa. Rồi thì cũng giống như video trước thì mình lúc này Sài Gòn nó hơi nóng cho nên mình xin phép là không có bật cam do lúc này mình đang cởi trần. Rồi thì chúng ta úp con phù thủy này xuống trước đi. Tất nhiên là bản của cây bài nó khá là ít bài cho nên là cái biến hóa bộ bài nó cũng không linh hoạt được lắm. Rồi, ok, anh muốn nên sao cũng được. Ây da, thiệt là căng quá đi chứ. Ví dụ là anh đang úp xuống thì mình cũng không dám mà dở bài lên mình chơi ảnh. Các bạn không biết lá này lá gì thì cũng không biết bộ này là bộ gì. I summon my faithful servant, La Jin, the mystical genie of the lamp. Rồi, ok, thằng đèn xuất hiện. Rồi, thằng đèn xuống hố cũng là vừa lắm rồi. I end my turn. Rồi, ok, bắn thử một cái nha các bạn. Bắn. That's not going to work. I activate my rồi, chiếc công kỹ thuật. Ok, không sao các bạn. Chuyện nhỏ thôi. No, bình tĩnh. Flip summon. Biết ngay mà. À quên đâu, không cần, chưa phải lúc này. Giờ dở lên bắt đầu mới chuyển. Bắn. Rồi, ảnh tự hại ảnh. Not bad. No. It's my turn. Rồi, có cái chiếc thủ giáp ở đây là ngon rồi. Dỡ con này lên luôn. Quăng con này ra. So, you're activating a spell card. Bắt con này về. Dỡ nó lên. Nó là tiến công nhanh luôn á các bạn. Thật ra mình có thể bắn cho con này, bắn con này cũng được. Hai con nó triệt tiêu nhau, mình đợt sau mình khỏi cộng máu cho ảnh. Nhưng mà thôi, cộng máu cho ảnh tí thì tội nghiệp lắm. Bắt nạt chủ tịch là việc không nên các bạn. Chứ lại bắn 1.300 mà tặng lại 1.000, coi như mình vẫn lời 300. Tính hết rồi. No, bình tĩnh. Rồi, tặng anh 1.000. I activate my spell card. Oh yeah. Rồi ok, rút 3 lá bỏ 2 lá đi anh. Trời đất, rồng cá mắt xanh. I set this card face down. Rồi ok. Xin lỗi nhé, em ém cái lá này nãy giờ đó anh trai à. Rồi, no. Thế là con này. Rồi xong, coi như quề. Anh lấy lại cái lá đó các bạn. Rồi xong, cũng không sao. À quên mất có cái đèn thần ở đây, là mặc định con này nó special cho mình ra luôn. No. That hurt. Rồi, ok. That hurt. Rồi, được rồi, cái lá thiết thủ giáp này mình ém các bạn, chứ mình sợ cái lá này của ảnh nè. Là mình phải đề phòng nó trong một số trường hợp. Bắt công lượt sau ảnh lấy lá hồi sinh ra, ảnh gọi rồng cá mắt xanh lên mình cũng mệt. Mình ém cái lá này nãy giờ là cũng có lý do đấy. I activate mesmeric control. Rồi ok, không cho mình đổi thế ở lượt sau các bạn. I end my turn. Rồi. What? Bây giờ đề phòng con đó là con thủ 2.000 thì mình gắn cái này vô thiết thủ giáp cho thằng đèn. Rồi bắn phát đi thằng đèn. Anh không có trá thì chúng ta không sợ rồi. Chúng ta chắc chắn con này con 2.000 luôn. Tại vì nãy ảnh mới lấy nó lại xong á mà. Còn lỡ tay đánh thêm mạnh em xin lỗi chủ tịch nha. Rồi ok, chúng ta thắng được một ván. Có vẻ như là mình chưa lục tay nghề, nói chung là mình còn nhớ bài khi đấu với chủ tịch. Lưu ý là có những cái lá bài qua bảng của Marik nó bị đổi hình dáng lại nha. Ví dụ như
bên bản của Maric thì nó không có cái lá mặt nạ, mà thay vào đó là cái con chiến binh mà nó cũng dùng để lấy lại bài tráp. So, you're activating a spell card. Ê trời ơi, pha này hơi xui rồi. Rồi mà thôi không sao. Con này chủ tịch dám bắn nha, nhưng mà Zoe với lại Maric là không dám bắn. Rồi xin nhẹ ảnh 500. Not bad. What? I set this card face down. I set this card face down. Dạ, úp dữ vậy anh trai. I end my turn. Ê chà. Cái này thì hơi khó xử cho mình rồi. Ok, bắn một phát. Nice. Biết ngay mà. Úp xuống là có lý do. I activate my trap. Rồi bị dính này thì không kích cái effect lên được. À, rồi con rồng này thì cũng kinh. Rồi anh cho ảnh lấy của mình 1000 đi. Rồi mình lấy vua quỷ ra nào. Nó xài mất cái Marufo rồi. Ngàn thì không đau lắm. Ây chà, mà cái thế như vậy thì mình lại hơi lo. I end my turn. Khoan. Nếu mà đã vậy thì nên dùng kế khác các bạn. Rồi em hồi sinh con phù thủy của em lại để có gì hồi nó chết thì em cũng được rút bài. Rồi bắn à, biết ngay không, mình để thấy công rồi mình mất máu rồi. Chủ tịch rất hay xài cái lá này, các bạn nói với chủ tịch là cẩn thận cái lá này nè. Switch it to defense position. Rồi thủ đi chủ tịch. Rồi cũng không sao. À không. Rồi rút thêm lá bài nữa gì đâu. Ây da, buồn quá là buồn. Để coi cái bình của tôi đâu rồi. No. I end my turn. Rồi úp lá bài này xuống thôi. Cho con rồng của chủ tịch đi chơi. Nice move. But that's the last move you'll ever make. I activate my trap. Rồi cũng ghê đấy chủ tịch ạ. Nhưng mà chủ tịch quá lợi hại luôn. Lâu ngày không đánh với chủ tịch mà chúng tôi thấy chủ tịch vẫn là rất là bá đạo ấy, chứ không phải là vừa đâu. Ồ, rồng cá mắt xanh. I summon my almighty blue eyes white dragon. Rồi, ok, chủ tịch lợi hại. Rồi rút bài đi chủ tịch ơi. Wow. Flip summon. Con gì đấy? À. Rồi, ok, em chịu đau phen này vậy. Chịu. Con cá bảy màu của mình đi rồi. À no. Bây giờ mới dép nè. Chưa. Cái lúc này mới dép. Xin lỗi các bạn. Đây. Rồi 1700 nha. That hurt. Rồi ảnh không có I end my turn. Đáp thì mình chơi kiểu này. Ôi trời ơi, có lá này ở đây luôn hả? Rồi thôi, vua quỷ ra trận đi. Sau đó thì em gắn cái thiết thủ giáp vô cho vua quỷ nè. Rồi sau đó em dở cái lá này lên nè. You're activating a spell card. Tội nghiệp chủ tịch, anh không có cái lá táp nào, anh trấn là anh dở rồi.
rồi xong kết thúc gián đấu ở đây. Mình có thể bắt rồng trắng mắt xanh về mình đè nhưng mà mình không thèm làm vậy các bạn. Xong phim vừa đủ chủ tịch hết máu mình canh rồi, chứ không phải chưa không canh đâu, mình chơi mình canh hết đó các bạn. Rồi xong no. Tất nhiên là không có bài mới rồi nha các bạn. Những bản này nó cũng cho đổi bài luôn rồi. Ok, chúng ta lấy thêm một cái lá để miễn chiến bài nè. Rồi thêm một con này để mà hình như là con này để phục vụ Rito luôn hay sao á, mình chả nhớ nữa. Nhưng mà tại vì mình không có quen chơi con này, thành ra hầu như lúc mà chơi bộ phong mình cũng chả dùng cái nó. Còn cái con này thì chẳng qua là con hồi máu hay không có gì đặc biệt. Rồi ok đó, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình đã làm bất hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.